Chuyên mục Tấm lòng nhân ái của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị khán giả, trong những năm qua, Hội chữ thập đỏ huyện Tân Châu và Châu Thành đang thực hiện tốt công tác chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bất hạnh trong cuộc sống. Chính sự nỗ lực, chủ động, trách nhiệm cao của Hội chữ thập đỏ hai huyện Tân Châu và Châu Thành Người nghèo được quan tâm sâu sắc hơn, góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách xã hội của đảng, nhà nước ở địa phương. hội chữ thập đỏ huyện tân châu là một trong những đơn vị làm tốt các hoạt động từ thiện nhân đạo xã hội và được hội chữ thập đỏ tỉnh tây ninh đánh giá cao trong các phong trào như công tác cứu trợ xã hội chăm sóc sức khỏe cho nhân dân hiến máu tình nguyện và các hoạt động xã hội khác để có nguồn lực chăm lo cho hộ nghèo hội chữ thập đỏ huyện tân châu thường xuyên liên hệ với các đoàn từ thiện từ các tỉnh thành khác về chăm lo cho dân nghèo trên địa bàn huyện đặc biệt là số hộ dân Việt Kiều Campuchia về sinh sống tại địa phương. Bên cạnh đó, những hộ nghèo, cần nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người già neo đơn, trẻ khuyết tật, mồ côi. Đây là những đối tượng khó khăn, bất hạnh, cần nhận sự trợ giúp từ ban ngành đoàn thể, cộng đồng xã hội. 10 tháng qua, Hội chữ Thập Đỏ huyện Tân Châu đã vận động các mạnh thường quân giúp đỡ trên 16.100 lượt hộ nghèo, cần nghèo, những đối tượng khó khăn, bất hạnh, với tổng trị giá trên 4 tỷ 500 triệu đồng. Sự hỗ trợ tập trung vào các nội dung như xây sửa nhà, công tác thăm hỏi, cấp xe lăn, tặng quà, mai tán, trợ tán, cấp tế, hỗ trợ bò, hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai. Đặc biệt, Hội chữ thập đỏ huyện Tân Châu làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe người nghèo như khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, mổ mắt, cấp thẻ bảo hiểm y tế, gần 62.300 lượt người được nhận sự hỗ trợ chăm sóc sức khỏe với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng. Một trong những hoạt động mà Hội chữ thập đỏ huyện Tân Châu thực hiện đạt kết quả tốt, giúp ích rất nhiều cho người nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở, đó là vận động các cá nhân, doanh nghiệp Mạnh Thường Quân chung tay hỗ trợ nhà ở cho người nghèo. Cách làm của Hội chữ thập đỏ huyện Tân Châu là phát huy tính chủ động, trách nhiệm của Hội chữ thập đỏ cơ sở các xã thị trấn trên địa bàn hội chữ thập đỏ tại địa phương sẽ khảo sát hoàn cảnh thực tế của từng hộ dân thuộc diện khó khăn họ có thể không nằm trong danh sách hộ nghèo hay cận nghèo nhưng hiện tại đang rất khó khăn gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống lúc này hội chữ thập đỏ các xã thị trấn sẽ vận động cộng đồng xung quanh sinh sống gần hộ dân đó hiểu rõ cảnh khổ của họ sẽ thấu hiểu đồng cảm và có sự tin tưởng nhất định khi đồng tiền mình hỗ trợ đến đúng đối tượng, đúng mục đích, hợp với tinh thần nhân văn, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam. Một trong số hàng ngàn hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự giúp đỡ về nhà ở trên địa bàn huyện Tân Châu, phải kể đến trường hợp gia đình ông Nguyễn Hữu Quyền, ngụ tại xã Thành Đông, huyện Tân Châu. Gia đình ông Quyền từ trước đến nay chỉ ăn nhờ ở đậu trên đất chủ vườn. Trong khi gia đình ông Quyền lại túng thiếu, không sở hữu mảnh đất nào. Hội chữ thập đỏ xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu đã nhiều lần đi khảo sát hoàn cảnh thực tế của ông Quyền. Cái khó nhất vẫn là đất cất nhà. Lúc này, Hội chữ thập đỏ xã Thành Đông đã có hướng giải quyết, đó là vận động và được chủ vườn đồng ý tặng 500 m vuông đất để anh Quyền được nhận sự hỗ trợ xây tặng nhà của Hội chữ thập đỏ. Gia đình anh Nguyễn Hữu Quyền đây là chúng tôi cũng theo dõi mà quá trình vấn đề là từ cái hỗ trợ giúp đỡ của huyện hội Tân Châu về vấn đề cái hàng lương thực hàng tháng ở trước kia trước khi chưa có nhà thì bản thân anh Quyền và vợ chồng anh Quyền là không có nhà có cửa hết thì cũng nay sống ở chỗ này mai sống chỗ khác ở tạm bợ thì sau khi đó thì chúng tôi có vấn đề là đề xuất, đề xuất với lại huyện hội chữ thập đỏ huyện Tân Châu là kết hợp với địa phương là vận động trước hết là vận động vấn đề cái người mà hiến đất cho anh Quyền làm nhà và tiếp tục là vận động các đối tượng để mà giúp đỡ về kinh phí xây dựng nhà và bản thân gia đình anh quyền thì chúng tôi cũng đã động viên cũng giúp đỡ cũng đã có vấn đề là theo dõi thì gia đình anh quyền là anh chị là cũng rất chịu khó làm ăn nhưng mà vì vấn đề cái gia đình hoàn cảnh có cái vấn đề đặc biệt là con thì bệnh à, gia đình thì vợ cũng yếu chồng thì cũng không có vốn làm ăn nên là đôi khi cũng thất bát là làm ăn nó không được nên là à, chúng tôi cũng theo dõi và sau đó thì cũng đề nghị với đảng ủy với ban cũng như là hội chữ thập đỏ huyện Tân Châu là kết hợp mà giúp đỡ giúp đỡ từ vấn đề vận động chủ vườn cho đất là kết hợp vận động các cái mạnh thường quân mà ngay huyện hội là liên hệ với lại những mạnh thường quân ở thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ anh quê anh Nguyễn Hữu Quyền để mà có kinh phí xây dựng cái nhà này. Một địa phương cũng làm rất tốt công tác xã hội nhân đạo đó là huyện Châu Thành. Trong đó, Hội chữ thập đỏ huyện Châu Thành là đơn vị trực tiếp làm công tác vận động các mạnh thường quân chung tay chăm lo cho người nghèo. Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Thành được biết đến nhiều khi thực hiện cuộc vận động mọi tổ chức, mọi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. 10 tháng qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Thành đã giúp đỡ trên 200 địa chỉ với gần 2.000 suất quà, trị giá gần 700 triệu đồng. Tiếp đó là cuộc vận động nội lực với sự trợ giúp hàng trăm người nghèo, cán bộ, hội viên khó khăn, Hội Chữ thập đỏ các cấp trong huyện Châu Thành vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm các đơn vị kinh tế trong và ngoại huyện trao tặng gần 5.500 phần quà cùng các hiện vật khác trị giá gần 2 tỷ đồng. Đặc biệt là hoạt động phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai. Hội Chí Thập Đỏ huyện Châu Thành đã kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ sửa chữa lại 39 căn nhà, 15 sạp mua bán cùng hàng ngàn cây cao su, nhiều mẫu đất trồng hoa màu. Các chuồng trại chăn nuôi gia súc bị hư hại nặng do mưa lớn, lốc xoáy, ước thiệt hại gần 600 triệu đồng một trong số các nhà từng bị sập vách gây thương tích cho chủ hộ cũng là người nghèo khó đó là trường hợp của ông lê văn chánh ở xã hào đức huyện châu thành qua khảo sát hoàn cảnh thực tế của gia đình ông chánh hội chữ thập đỏ huyện châu thành quyết định vận động các mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình này thì có thể nói thì qua cái khảo sát thì đã biết cái hoàn cảnh của anh chánh và chị bé hai này thì có rất là nhiều khó khăn anh chánh thì bệnh chị cũng là bệnh Ở hoàn cảnh hiện nay thì anh chị thì không có làm việc phụ giúp gia đình được mà chủ yếu là nhờ vào các con nhưng mà hiện nay các con thì có có cuộc sống ổn định riêng tuy nhiên hoàn cảnh của anh chị rất là khó khăn thì uh, qua cái um, hoàn cảnh này thì hội chữ thập đỏ huyện cũng đã chỉ đạo cho hội chữ thập đỏ xã hậu đước uh, cũng đưa vô cái danh sách uh, cuộc vận động là mọi tổ chức cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo thì đồng thời là quyền hội và hội chữ thập đỏ của xã cũng đã là uh, đưa vô danh sách đồng thời là vận động các mạnh thường quân các nhà hậu tâm để uh, thứ nhất là lo về cái căn nhà để cho gia đình anh Chánh và chị bé. Thứ hai nữa là cũng mong rằng là các mạnh thường quân, các nhà hộ tâm ở chung tay giúp đỡ để cho anh Chánh và chị bé à, điều trị bệnh à, dứt điểm để lo cuộc sống cho gia đình. Vai trò của hội chữ thập đỏ là rất quan trọng, bởi lẽ nguồn ngân sách nhà nước có hạn, dù đảng nhà nước có nhiều chính sách an sinh hỗ trợ các đối tượng khó khăn vươn lên nghịch cảnh, ổn định cuộc sống. Với những kết quả đạt được trong các hoạt động từ thiện nhân đạo xã hội, nên trong nhiều năm liền, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Châu Thành và Tân Châu được Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam và Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Tây Ninh tặng bằng khen giấy khen. Trong số các chương trình cuộc vận động, phong trào của Hội Chữ Thập Đỏ phải kể đến các cuộc vận động, mọi tổ chức, mọi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo đây là cuộc vận động do hội chữ thập đỏ việt nam phát động tây ninh là một trong số tỉnh thành làm tốt cuộc vận động ý nghĩa này thông qua cuộc vận động hội chữ thập đỏ tỉnh tây ninh khẳng định vai trò nồng cốt của mình trong các hoạt động nhân đạo trực tiếp chăm lo cho các đối tượng khó khăn nhất giúp họ vươn lên trong cuộc sống hòa nhập vào cộng đồng hội chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh tây ninh đặc biệt là hai huyện tân châu và châu thành đã đưa ra nhiều hình thức trợ giúp phong phú và phù hợp mang lại lợi ích thiết thực cho người hưởng lợi như trợ vốn sản xuất và phát triển chăn nuôi, hỗ trợ học nghề tạo công ăn việc làm cho người nghèo, mở lớp học tình thương, hỗ trợ bữa ăn miễn phí cho người bệnh nghèo tại bệnh viện, trợ cấp thường xuyên, khám chữa bệnh, tặng quà, giúp mở cửa hàng, xây dựng nhà chữ thập đỏ, cấp học bổng hoặc những hình thức hỗ trợ mang tính phát triển bền vững. 10 tháng qua, Hội chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh vận động trao tặng 9.400 xuất quà 65 xe lăn xe lắc trị giá 3 tỷ đồng. Chăm lo nuôi dưỡng thường xuyên 1.400 lượt người già neo đơn, trẻ em mồ côi trị giá 500 triệu đồng, giúp đỡ 3.400 lượt địa chỉ trị giá 1 tỷ đồng, xây 52 nhà tình thương trị giá 2 tỷ đồng. Để có được kết quả vận động nguồn lực tài chính thành công này của Hội chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh, có sự đóng góp rất lớn từ các cơ sở huyện hội. Trong đó phải gây đến Hội chữ thập đỏ huyện Tân Châu và Châu Thành. Quý khán giả thân mến, chuyên mục Tấm lòng nhân ái của Đài Phát thanh truyền hình Tây Ninh đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mọi thư từ xin vui lòng liên hệ về Đài Phát thanh truyền hình Tây Ninh, số 322, đường 30 tháng 4, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại 02763 922081 hoặc Hội chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh, số 40, đường Lê Lợi, phường 2, thành phố Tây Ninh điện thoại 02763 822 350. Xin kính chào tạm biệt.